cáo bố buôn ma túy với đồn trưởng Trung. Sau khi biết những việc xấu xa bố mình làm sau lưng, Cương quyết định bỏ ra khỏi nhà và sẽ tố cáo những sai phạm của bố cho đồn biên phòng Mường Luông. Không biết lý do gì, Cương, Nguyễn Vũ phát hiện ra vừa bị lợi dụng đi vận chuyển ma túy cho anh rể Đoàn, Hà Việt Dũng. Cương tức tốc đến nhà vừa để hỏi cho ra nhẽ. Biết những việc xấu xa bố mình cùng anh rể làm, Cương tức giận, trách bố và muốn dọn ra sống riêng. Con sống sung sướng mà để bao nhiêu người phải khổ sở vì bố thì bố ác lắm. Con không muốn sống trong cái nhà này nữa. Con sẽ đi. Con cũng không cần bố bảo vệ cái trà. Trà cũng là nạn nhân của bố thôi. Con hiểu rồi. Con sẽ lên đồn biên phòng để báo cáo chuyện này với đồn trưởng Trung, Cương nói. Nghe con trai định tố cáo mình với đồn trưởng Trung, ông Hề rất tức giận. Chắc chắn ông sẽ ngăn cản việc làm của Cương.